Xong, thầy Park ra thông báo chính thức về hợp đồng với Việt Nam, chi 10 tỷ chiêu mộ cầu thủ giỏi nhất Iran. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá sáng ngày 12 tháng 7 của kênh Người Nổi Tiếng. Mở đầu là nội dung, huấn luyện viên Nhật Bản bị truyền thông vạch mặt, bóng đá Thái Lan bị ăn cú lừa ngoạn mục nhất lịch sử. Sau thời gian dài chờ đợi, cuộc thương thảo giữa huấn luyện viên Akira Nishino và Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa có tiến triển nào. Thậm chí, giới truyền thông nước này còn cho rằng vị chiến lược gia người Nhật Bản nói rằng có việc riêng chỉ là cái cớ để về nước và tất cả chỉ là những lời nói dối. Cụ thể, trang Same Sport đã cho biết họ đã tìm hiểu về những công việc của ông Akira Nishino tại Nhật Bản. Thực tế, vị chiến lược gia này không hề có vướng mắc gì với những chức vụ tại Liên đoàn bóng đá Nhật Bản như các thông báo trước đó. Ông hoàn toàn thoải mái và tự do trong việc đàm phán hợp đồng với mọi đối tác. Trong khi đó, thì trang SMM Sport lại cho rằng chuyến đi của ông Akira đến Thái Lan vào ngày 1 tháng 7 chỉ giống như là một kỳ nghỉ ngắn ngày, nhưng ông Nishino vẫn chưa đưa ra quyết định về việc ký hợp đồng với đội tuyển Thái Lan. Và chính Liên đoàn bóng đá của nước này đã không có thêm động thái nào nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán trong vấn đề này. Người hâm mộ Thái Lan đang tỏ ra vô cùng sốt ruột với cách mà FAT, Liên đoàn bóng đá Thái Lan làm việc. Trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tuần nữa, lễ bốc thăm vòng loại World Cup năm 2022 sẽ diễn ra, đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn đang ở trong tình cảnh rắn không đầu. Mọi kế hoạch đều rất mù mờ và thiếu định hướng. Theo một số trang báo khác của Thái Lan, FAT có thể sẽ phải tính đến phương án thứ hai, đó là đàm phán với cựu huấn luyện viên của Chelsea, ông Grant. Được biết, vị chiến lược gia từng vô địch Champions League này đã nộp hồ sơ ứng cử từ trước King's Cup năm 2019 diễn ra. Nâng cấp hàng thủ, Hà Nội FC của Việt Nam chi 10 tỷ đồng để chiêu mộ trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Iran. Chiều qua ngày 11 tháng 7, cầu thủ người Iran Sarak đã có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi gia nhập Hà Nội FC. Theo ước tính của Transfermarkt, Sarak có giá trị là 400.000 euro, tương đương với hơn 10 tỷ đồng. Tại đây, anh đã có những cuộc trao đổi với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm về kế hoạch trong thời gian tới. Cầu thủ người Iran sẽ được đăng ký với tư cách ngoại binh châu Á của Hà Nội FC tại đấu trường AFC Cup. Vị trí này trước đây thuộc về trung vệ Donan, người đã chia tay đội bóng thủ đô sau giai đoạn lượt đi. Cầu thủ người Iran đã để lại ấn tượng với chiều cao 1m88 cùng với khả năng chơi đầu tốt. Ngoài ra, sự đa năng khi có thể chơi cả trung vệ và tiền vệ phòng ngự cũng là điểm cộng giúp cho cầu thủ này được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chấm cho một vị trí trong đội hình. Ngoài những ấn tượng về chuyên môn kể trên, Sarak có lẽ sẽ khiến cho nhiều fan nữ phải ngây ngất với vẻ đẹp trai của mình. Nụ cười thân thiện cùng với đôi mắt chuẩn đẹp của Tây Á đã khiến cho nhiều người trầm trồ. Theo huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, trong ngày hôm nay ngày 12 tháng 7, cầu thủ người Iran sẽ có buổi kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng với đội bóng thủ đô. Trước Sarak, đội bóng thủ đô đã ký hợp đồng với hai tân binh khác là Papa và Đinh Tiến Thành. Đây đều là những sự bổ sung quan trọng khi mà Hà Nội FC vẫn đang phải thi đấu trên cả ba đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Vào ngày 13 tháng 7 tới đây, Hà Nội FC sẽ đón tiếp đội cuối bảng Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 15 V-League năm 2019. Đây được xem là trận đấu dễ thở đối với đội bóng thủ đô trong giai đoạn họ phải vượt qua lịch thi đấu dày đặc như hiện tại. Cầu thủ người Iran năm nay 29 tuổi, sở hữu chiều cao 1m88. Sarak đã từng trải qua hai mùa giải chơi cho Paykan tại giải vô địch của Iran. Ở mùa giải năm 2018-2019 vừa qua, cầu thủ sinh năm 1990 đã có 16 lần ra sân và cùng với đội nhà cán đích ở vị trí thứ 10. Anh đã thi đấu cho Sanat từ mùa bóng năm 2009 đến năm 2013. Sau khi câu lạc bộ Sanat xuống hạng, anh đã gia nhập Saipa với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Anh được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất tại giải đấu này. Xong, công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo ra thông báo chính thức về hợp đồng với VFF. Chiều qua ngày 11 tháng 7, công ty đại diện DGM mà người đứng đầu là giám đốc điều hành Lee Dong-jun đã chính thức đưa ra một thông báo về hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF. Đây được xem là một động thái rất chuyên nghiệp của người đại diện huấn luyện viên Park Hang-seo trước quá nhiều tin đồn trong thời gian gần đây. Thời gian vừa qua, việc gia hạn hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF là đề tài được nhắc đến rất nhiều. Truyền thông của Việt Nam khẳng định phía VFF đã bắt đầu quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, mới đây trong ngày đầu tiên tập trung cùng với U23 Việt Nam, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với truyền thông về những thông tin liên quan đến hợp đồng của mình trong thời gian gần đây. Cụ thể,
Vấn đề truyền thông và người hâm mộ quan tâm chính là tiền lương của huấn luyện viên Park Hang-seo khi gia hạn hợp đồng với VFF. Khác với những gì mà truyền thông đã đăng tải, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã phủ nhận hoàn toàn. Ông cho biết, tôi khá bất ngờ khi đọc được những thông tin từ báo chí Việt Nam về hợp đồng của tôi. Xin khẳng định là cá nhân tôi cùng với người đại diện chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tiền lương trong hợp đồng mới cả. Ngay trong ngày hôm nay thì công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra thông báo chính thức về hợp đồng với VFF. Phía người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu truyền thông nên có thời gian yên lặng trước khi có thông báo chính thức từ các bên. Cũng theo những thông tin từ công ty này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cam kết về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Với những thông báo kể trên thì chúng ta có thể phần nào yên tâm và rất có thể trong thời gian tới, các bên sẽ ngồi lại và đi đến thống nhất trong việc gia hạn hợp đồng. Bệnh viện delay lịch khám, Công Phượng lùi ngày sang Bỉ khoác áo xin chuyên xe. Theo kế hoạch, Công Phượng sẽ sang Bỉ trong ngày hôm qua ngày 11 tháng 7 để kiểm tra y tế, cùng đợt với tiền đạo Nhật Bản là Juma Suzuki. Tuy nhiên, phía bệnh viện mà Công Phượng tới kiểm tra đã thông báo lùi lịch vì lý do riêng. Điều này khiến cho chuyến đi phải lùi lại. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết, việc lùi lịch khám không ảnh hưởng tới kế hoạch của Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 1995 chắc chắn sẽ sang Bỉ chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 để hoàn tất thủ tục với phía của câu lạc bộ Shinjudense, hay còn gọi là STVV. Trước đó, Công Phượng đã ký hợp đồng theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai đến STVV với thời hạn 1 năm. Lễ ký kết diễn ra vào ngày 5 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh và thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ báo chí và truyền thông. Vào ngày 18 tháng 7, STVV sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Lawman chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng nhiều khả năng là Công Phượng sẽ chỉ ngồi để theo dõi, để thích ứng dần với cách hoạt động và cuộc sống mới ở câu lạc bộ này. Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có một bản hợp đồng gia nhập câu lạc bộ ở châu Âu. Trước Công Phượng, Công Vinh và Việt Thắng cũng từng sang câu lạc bộ Porto B của Bồ Đào Nha, nhưng chỉ là thử việc. STVV cũng là câu lạc bộ thứ tư mà Công Phượng khoác áo trong sự nghiệp của mình sau Hoàng Anh Gia Lai, Mito Hollywood của Nhật Bản và Incheon United của Hàn Quốc. Tiền đạo 24 tuổi tiếp tục sẽ được kỳ vọng tận dụng tốt cơ hội trong lần đến châu Âu này, cải thiện và trau dồi khả năng khi được tập luyện cùng với nhiều cầu thủ chất lượng vào một giải đấu thuộc hạng khá ở lục địa già. Thái Lan có thể mất quyền dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Somyot đã thừa nhận, ông đã lo ngại vì quá trình chuẩn bị chậm chạp của một số sân vận động sẽ gây ảnh hưởng lớn tới việc đăng cai vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 của người Thái Lan. Vào tháng 10 tới đây, một phái đoàn của Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ quay lại Thái Lan để kiểm tra các khâu chuẩn bị cho giải đấu, trong đó đặc biệt chú ý tới tình trạng của các sân vận động. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 dự kiến tổ chức trên 4 sân Chiang Mai, Thammasat, Radanda hay là Tinsulanon. Trong chuyến khảo sát lần trước thì các sân này đều chưa đạt tiêu chuẩn tổ chức thi đấu. Đại diện của AFC khẳng định nếu Thái Lan không cải thiện tình hình và cho thấy sự nghiêm túc trong khâu chuẩn bị, người Thái có thể bị tước quyền đăng cai U23 châu Á năm 2020. Ông Somyot nhấn mạnh, AFC vẫn chưa ký hợp đồng cho Thái Lan chính thức đăng cai giải đấu này. Đoàn kiểm tra sẽ là đơn vị đưa ra kết luận cuối cùng. Bởi thế, các bên có liên quan cần đẩy nhanh tiến độ công việc. Bóng đá Thái Lan sẽ chịu tổn thất rất lớn nếu như chúng ta mất quyền đăng cai. Điều đó nghĩa là U23 Thái Lan sẽ không được dự vòng chung kết và do đó không có cơ hội giành vé đi Olympic năm 2020. Chủ tịch FAT cảnh cáo. Tại bảng K vòng loại U23 châu Á năm 2020 hồi tháng 3, người Thái đã thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam, xếp thứ 9 trên 11 đội hạng nhì và có thành tích tốt nhất, nhưng vẫn giành vé dự vòng chung kết với tư cách chủ nhà. Nếu bị tước quyền đăng cai, U23 Thái Lan sẽ không được dự vòng chung kết. Hồi phục ấn tượng, Đình Trọng báo tin vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo bác sĩ Vũ Thành Luân, người luôn bên cạnh Đình Trọng từ thời điểm kể từ khi cầu thủ này sang Singapore phẫu thuật đầu gối, hậu vệ 22 tuổi đang hồi phục rất tốt trong quá trình điều trị cùng với bác sĩ Cho Yu-yong. Bác sĩ Luân cho biết, 2 tuần sau khi phẫu thuật, Đình Trọng bắt đầu sang trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để vật lý trị liệu và tập hồi phục chức năng. Hiện tại, đầu gối của Trọng đã tương đối ổn, không còn sưng, biên độ gấp được khoảng 70-80 độ và có thể đi lại nhẹ nhàng mà không cần dùng nặng. Thời gian tới, Đình Trọng sẽ tiếp tục tập phục hồi cùng với các chuyên gia ở PVF. Sau một tháng thì Trọng sẽ sang Singapore để các bác sĩ khám lâm sàng và đưa ra các lộ trình để điều trị tiếp theo.
Sau khi có trao đổi với bác sĩ phẫu thuật, khám lâm sàng thì có thể thấy là chấn thương của Đình Trọng không đến mức độ là quá nghiêm trọng. Theo đánh giá của bác sĩ đã trực tiếp phẫu thuật thì cậu ấy có thể trở lại sau thời gian 9 tháng. Như vậy, Đình Trọng có thể trở lại sớm hơn dự kiến khoảng 2-3 tháng. Tuy nhiên, anh vẫn chắc chắn là không thể dự vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 cùng với đội tuyển Việt Nam.